Chú anh chị ơi, cây này là không có em đâu rồi. Nó đủ tàn cây nữa chắc nó cử cỡ nào nó để. Quá trời bự. Trời, cây đẹp của chúng mình ơi. Cây này là như con rồng á chưa. Rồng của mình luôn, rồng của mình nè. Coi đế chứ đẹp nè. Trời ơi, cây này đẹp nhất cốc luôn. Lâu lâu mới có đụng cái phôi xuất sắc như cả nhà. Và đặc biệt là cái giống này siêu bông Sài Gòn của chú Sáu nha. Cây này nó không thể ghép cho tương nhiên chú anh chị. Cây này ghép cây siêu bông mình lại góc vườn chứ không. Quá trời, cái thân nó mập củ tròn, cây này cũ dữ mà đặc biệt ở nè, nguyên một cái thảm cỏ luôn, nó bệt còn lên đế nè chị, người ta ăn xuất sắc luôn cả nhà. Hàng độc lạ luôn nè, cúc hai tầng bình tấn phát. Cây này là nó già lắm luôn chú anh chị, coi chút chín không, có chín là con chú. Trời ơi, ngón tay em không thể tưởng tượng luôn, này bự chín cái em luôn, ngón tay hoành nó to lắm cả nhà. Mà cái bộ đế nó hết sức luôn nè, hết sức bộ đế luôn. Quá trời luôn. Cây này em chỉ xếp xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú anh chị. Dạ, em chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em nha. Rồi hôm nay em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Ngân cô chú. Chị Ngân có lên một số mặt hàng để giao lưu với cả nhà mình nha. Dạ em mong cô chú mình thêm biết và ủng hộ cho bên vườn nha. Rồi thì em chào chị Ngân nha. Rồi em xin chào chị Ngân, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị bây giờ có nước nha. Hôm nay em quay cái clip em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip ngày hôm qua ha. Hy vọng cô chú anh chị tiếp tục yêu thương và ủng hộ vườn của chú anh chị. Hôm nay em lên một số như là giảo siêu nụ, cúc họ Hương, siêu bông Sài Gòn, siêu mình lợi ha. Cúc Tân Châu ha, mong được sự ủng hộ của chú chị gần xa ha. Dạ. Những mặt hàng này toàn là chơi Tết 2025 thôi chú chị. Dạ. Những hàng già mùa của chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi hôm nay em lên mã số 1B của chú anh chị ha. 1B cái này quá dị luôn nè chú chị. Cái này là giảo siêu nụ ha. Cái này là bao hàng chơi Tết nha chú anh chị. Kiểu như là gió lùa không chú anh chị. Dạ. Cái này dáng phong cách nha chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà biết chơi mà hay nhìn cái này là ưng liền. Cái bộ đế của nó già như chú. Phôi vườn chị. Nó dài lắm. Khá đẹp cả nhà. Cái này phôi vườn nha chú anh chị. Cái mặt này nè, trời ơi, mặt này viên vậy chứ ha. Mặt tiền nó là bên đây nha. Tiền mặt phụ nè. Cũng viên rồi, mặt này cũng viên lắm luôn chứ. Siêu nụ bóng tre nha cô chú. Gió quá. Cây này là bao hàng chơi Tết nha chú anh chị nè. Em mới gom lá trồng rồi chị ạ. Vài bữa nó lên búp. Dạ. Lên chịt cành thì hoành được 15 đúng. Tổng củ của nó là được 52. Chiều cao là được 56. Tổng cái chiều đỏ của nó là được 62. Dạ. Cái ngang là được 44. Rồi cây sẽ mã số 1B này em vô luôn mình với giá 1.500.000 bao ship của chú anh chị. Dạ. Cây này lâu lâu mới có được cây dáng đẹp thế này của chú anh chị. 500.000 dạng 1.500.000 cho mã này của chú này. Cái dáng này ít có. Số tiếp theo đó, tiếp theo là mã số 2B của chú anh chị. 2B là một cây siêu bông bình lợi. Cây này hàng phải nói là đời đầu luôn. Nó già chứ mà chú chú chị coi bo như bo nè, lấy mấy trăm bò luôn chú chị, thầm lầm luôn cả nhà mình, ghép đặt đầu luôn. Trời, đặc biệt là cái này phôi vườn nha chú chị mình ơi, phôi vườn nè, củ tròn y gan như ngày cây hôm qua luôn ha. Hôm qua em cũng có lên một cây ha, mà nhỏ hơn cây này bự hơn. Hoành cái này được 28 nè, cái củ hết hồn cái củ luôn cô chú, củ của nó là được 48. Rồi cao đôi gì đi là được 90 của chú anh chị, chứ hơn 90 tại em là tiền hơn tháng ngàn 90 luôn. Trời ơi, nó già lắm cô chú mình. Trời ơi, này chị ăn bò chậm lên quá tí bò luôn. Dạ trời, cái này em vô luôn mình giá 1.300.000 bao phí của chú anh chị. Trời, 1.300.000 nó bự lắm nhau chú anh chị nè, cái này xả rẻ luôn chị Ngân ha. Dạ, đúng rồi, lấy bò rồi bán rẻ cô chú mình nè, giờ lên bò nữa quá tí luôn. Số tiếp theo cả nhà mình ơi. Rồi tiếp theo là cây mã số B3B của chú anh chị, là một cây giảo siêu nụ nha. Trời ơi, cái giảo siêu nụ này cái hàng 3 mùa chị Ngân ơi. Xuất sắc luôn cả nhà ha. Chị Ngân coi cốt nè. Thằng đôn lại cô chú nè. Nó cốt trong ngày chị Ngân. Khá là to luôn. Má cô chú nè. Rồi. Hàng 3 mùa ấy chưa. Cây này giảo siêu nụ. Cây này em lấy sữa chi cành nhạo từ nhỏ này cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cái này để em cho cô chú mình coi cái tầng ở phía dưới nè. Nó cái cốt nó mập lắm nha cả nhà. Giảo siêu nụ Bến Tre. Nói chung là giảo siêu nụ là nó nở cái bông rồi cô chú anh chị mình khỏi chê đó. Bông nó bự mà nó thơm mà nó chùm nữa. Hoành 20 của chú anh chị ơi. Dạ hoành 20 cả nhà. Cái củ của nó là được 38. Rồi. Tổng đế của nó là được 74. Ồ cái này diêm quá. Chiều cao là được 62. Tán ngang của nó là được 79. Rồi cái này quá đẹp chưa? Cái từ dưới nè. Quá dữ luôn cái này. Cái này có cái đuôi trầu gừng nha cô chú anh chị, muốn để thì đuôi ghép thì để, không để thì mình cắt bình thường của chú anh chị. Rồi.
Rồi cái này em cho luôn mình giá 2.300.000 bao xíu của chú anh chị. Bao đẹp. 2.300 cho cây giảo siêu nụ Bến Tre nha cả nhà. Hàng dầm. Số tiếp theo nha cả nhà. Tiếp theo là mã số 4B của chú anh chị ơi. 4B là cây hàng này hàng độc lạ luôn nè. Cúc hai tầng bình tấn phát. Cái này là nó già lắm của chú anh chị coi, coi chú chín nè. Cốt chính là con chú. Trời ơi, ngón tay em không thể tưởng tượng luôn. Cái này bự chín cái em luôn, ngón tay xin nha vậy. Để có hỏi em đo nó là hình như nó được 10 11 12 quạnh gì của chú. Cái này ghép từ lúc mà cái cúc hai tầng có mới có giống của chú chị là cái này cái nái của em nè. Cốt à. Trời ơi, hết hồn luôn của chú, đặt tàn luôn ha. Đẹp quá. Trời ơi, cúc chín nó có 12 à chị con ơi. Cúc chín 12 luôn ha. Cái thân nó già lắm nha cô chú. Phôi dược đặc biệt bao mạnh. Quành này được 31 yếu tính 30 luôn. Quành 30 luôn ha. Quành cũng lấy bàn. Tổng củ đế của nó là được 92. Rồng nhìn đã rồi chứ. Chiều cao là được 86. Rồi. Tán ngang là được 98. Rồi cái này anh em bán giá của chú anh chị mình giá là 3.900.000. Em bao ship khu vực Vũng Tàu đó lại. Bao ship hôm qua có cô chú anh chị thấy em bao ship Vũng Tàu đó lại là sao? Có nghĩa là những cây lớn thế này là em chỉ giao xe khu vực Vũng Tàu đó lại. Mấy miền khác em giao xe không được thì em cũng vẫn bao ship cho mình. Chứ không phải là bao ship cái Vũng Tàu nha chú anh chị. Tại vì cái này giao xe nè. Một số cây lớn miền ngoài thì phải đóng kiện nha cô chú. Vậy đúng rồi, đóng kiện em cũng vẫn bao ship bình thường. Mà tại ý nó là em giao hàng này là em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại. Còn từ Vũng Tàu ra là em đóng kiện đóng thùng. Rồi hai cô chú anh chị mình cúc hai tầng Quỳnh Tấn Phát nha cô chú ơi. Cây khá đẹp và cực kỳ hiếm nha cả nhà. Đó là mã số 5B. 5B là một cây cúc Tân Châu, hàng này hàng 10 mùa trở lên cô chú anh chị ơi. À, cúc kéo nằm dưới này chưa? Cúc nhất. Như y như hồi đó cúc nhất của mình vậy. Lực lượng cây luôn cô chú. Cái này năm rồi cho bông chưa bằng cái gì. Tuyệt vời. Không thấy cái cây luôn, chị thấy cái bông không? Cái này tại em bấm đôn nó sâu chú anh chị đang cho tàn nó nhặt hay nè. Đôn mới lên có 2 cơ chứ không? Nè cô chú nè, cắt đôn sát quá trời luôn ha. Đôn mới lên có 2 cơ. Ừ. Chứ cái này là đôn hơi thưa là nó bự lắm. Anh là được 18 rưỡi chứ anh chị. Dạ. Cái này là hình thú lưỡi bò ha. Rồi sơ sơ. 50 là cái đế của nó, lưỡi bò của nó chú chị. Chiều cao là được 83. Tán ngang là được 1m10 mà, 1m10. Rồi cái này em vô lưu mình với giá là 2.900.000 nha. Em cũng giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại chứ gì. Đặc biệt là cái này chỉ giao xe nha, chứ đóng kiện đi không được. 2.900 cho mã này cô chú ơi. Tàn nó bự quá, không có ép được. Dạ, cây gốc nhớt mà cô chú mình tưởng tượng nuôi mười mấy mùa lên gì nè cô chú. Quá đẹp luôn nha cả nhà mình ơi. Mã số 6B cả nhà. 6B của chú anh chị ạ. Rồi đó coi nè cô chú mình coi nè. Cây siêu bông mình lỡ gốc vườn chứ không? Quá trời cái thân nó mập củ tròn cái này cũ dữ mà đặc biệt ở nguyên một cái thảm cỏ luôn nó bệnh lên còn đế nè chị người ta ăn xuất sắc luôn cả nhà. Nhổ cỏ nó không có nhổ cỏ lên nên không có khu đế được ha. Này để chơi đẹp nè cô chú nên để luôn ha. Cưng quá nè. Cái làm như lan. Trời ơi nguyên một cái thảm luôn nhìn mê được chứ. Cái này đi giao chậu luôn cô chú anh chị ơi. Này cắt tược để búng cái chèo ra cô chú ơi. Quạnh cái này được 33 đúng rồi. Rồi quạnh 33 cái cũ hết hồn cái cũ luôn. Củ 55. Trời ơi cái cổ 55. Hết biết. Khỏi đâu đế của chú anh chị ơi, tại vì dưới cỏ tùm lum. Em chỉ đâu cái củ đâu có thân thôi chú chị. Chiều cao là được 56. Tán ngang 80 mà nó 60 thôi, 60 tới đây nè. Rồi, cây này em vô luôn mình với giá là 2.800.000 nha. Em giao xe khu vực Vũng Tàu lại, cây này cũng giao xe nè chứ không có đóng kiện được cô chú anh chị. Trời ơi cái này độc lạ luôn nha cả nhà. Này cô chú. Phôi dường. Cái này nó phôi dường mà cái cục nè, hết cái cục luôn ha. Tặng kèm miễn phí thêm này nữa nè. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi cô chú mình chốt ngay nha. Tiếp theo luôn cô chú mình 7B. 7B là cây siêu bông bình lợi. Cây này cũng đời đầu nè. Nhưng mà cái này đã phôi vườn luôn chưa. Tàn cũng dữ nha. Quá rồi cái tàn. Bấm lại. Lấy bo xong bấm lại cô chú anh chị. Không lấy bo mình bấm thẳng tay luôn cô chú anh chị. Mình cho nó ra cái chèo cho đẹp. Quành là được 28. Củ bự lắm cô chú. Tổng củ của nó là được 66. Thì cao đôi gì đi. 79. Đo thước cho con mét hơn. Tán ngang của nó là được 80. Rồi cái này em vô luôn mình giá 1.200.000 bao phí luôn. Bao rẻ luôn. Cho ra đi cái này nó đi chị Ngân ơi. Ra đi quá luôn cây đi của chủ. Cái bán giá là bao rẻ chị thôi không hết cái triệu cây tại này phôi vườn của chú anh chị. Với lại á cô chú là cái cốt nó nha, nó rất là già nha cô chú.
số tiếp theo luôn cô 8B chú. Của chú anh chị mình ơi, 8B là ăn cây siêu bông lợi, cây này ghép cũng được 8-9 tháng của chú anh chị. Ừ, cái cốt nó cũng khá ghép thơm trước Tết, cây này là bao bông cho Tết cho mình vui vui luôn. Hồi đẹp lắm của chú anh chị ơi. Đế nè, hết cái đế. Cái này đâu mới lục ra là còn, chứ cái này đời đời này là bán mất xác rồi. Hoành là được 21,5. Dạ. Tổng của nó là được 87. Chiều sổm nơm là 20. Cao là 60. Ngang 52. Cái này giao lưu mình giá 1,4 triệu thôi cô chú anh chị. 1,4 triệu bao phí luôn. Bao rẻ bao đẹp luôn. Hay quá trời đẹp luôn. Tết là bao bông cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tiếp theo luôn. 9B, cây cúc họ hơn, cây này gấp được 3 mùa chứ. Chỉ cần nó già nhão hết trơn. Cốt ở phía trên đó cô chú anh chị. Cái này tại em đông thưa nè cho nên thấy cái tàn nó lỏng liễu á, chứ đông khích là cái tàn nó lên đẹp cô chú anh chị. Đề đế nè, đế bao đẹp luôn. Quạnh là được 15. Cũ của nó như nó lá tổng cũ là 46. Chiều cao là được 62. Tán ngang là được 79. Rồi cây này giao lưu mình giá 900 ngàn thôi cô chú anh chị. 900 ngàn cây đẹp quá cả nhà ha. Cái này mình chơi Tết là bao đẹp luôn nha. Cái này là hoa hoa chùm không cô chú mình. Mã số tiếp theo luôn tiếp cô chú. Tiếp theo là mã số 10B của chú anh chị. 10B là ăn cây siêu mình lỗi ha. Cây này phôi vườn. Phôi vườn mà nó già nó nên cô chú anh chị mình yên tâm ha. Sức sống nó mãnh liệt quá. Cốt vàng nín ở trên cả nhà. Nó lên da lương ha. Ghép rất là lâu rồi. Cái này bao chơi Tết không cô chú chị nè. Chị ăn coi nè. Ghép mới có 5-6 tháng gì cô chị. Dạ. Quá trời búp luôn à. Phôi vườn. Vạch nó là được 29,5 tính 29 luôn cô chú anh chị. Tổng củ đế của nó là được 70. Chiều cao là được 87. Tán ngang là được 68. Rồi cây này em vô luôn mình giá là 2,3 triệu ha. Em cũng giao xe khu vực Vũng Tàu lại xa xa thì em đóng tiền gửi cho mình của chú anh chị. Dạ, phôi gốc vườn siêu bông bình lợi nha cô chú. Nhìn y như cây tứ quý đó ha. Rồi, cô chú mình tham khảo giùm em mã này nha. 11B của chú anh chị ơi. Cây này cái gốc này là cái gốc nhớt giả Hữu Đức của chú anh chị. Nè, cái hàng này 15 16 mùa ha. Lúc ghép ở đây chị ơi. Xong rồi tàn nó bự quá trời nó cắt cái bình lợi lại á. Ừ. Trời ơi, cây này già lắm chú anh chị ơi. Ép chậu nữa chị. Ừ. Y như cái con quái thú này cô chú. Nó cây ép chậu khỏe lắm. Chiều cao là được 38. Tán ngang là được 38 luôn. Rồi. Ừ, hình thú gõ luôn, cái này hình thú gõ luôn. Mập lù luôn cả nhà ơi. Hoành là được 28. Cô chú nhìn nó mập nè. Tổng củ của nó là được 70. Hoành 28 cô chú. Cái này giao lưu rẻ không thôi. Giá 1,9 triệu thôi chú anh chị. Trời ơi, cưng quá nè. Sát to mà tiền nhỏ nè. Cái này được các cô chú mình sưu tầm được nè. Siêu bông mình lại luôn cả nhà. Cực kỳ quái luôn nha. Cái này bao hàng ít có nha cả nhà. Mã số 12B. 12B là một cây siêu bông bình lợi. Cây này gấp được 4 tháng nhiều chú anh chị. Đang đi từ quá 4-5 tháng, 4-5 tháng gì vậy. Nhớ không rõ nhưng mà cái này cũng già mùa lắm rồi nè. Nó đang đi đọt à. Đặc biệt là cô chú anh chị mình xem đế này, dàn đế này chứ. Hoành nó to lắm cả nhà. Cái bộ đế nó hết sức luôn ha. Hết sức bộ đế luôn. Quá trời luôn. Cái này em chỉ xếp xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú anh chị. Không có đóng kiện được ha. Đế cái này quá xịn sò luôn. Hoành cái này được 31 rồi chị. Rồi, hoành 31 rồi chị. Cái củ nạc của nó là được 72. Ừ. Tổng củ của nó là được 130. Trời ơi, cái này đế lực lưỡng luôn trời. Đế cái cây được chứ. Quá bự. Cái này thành phẩm là biết bao nhiêu tiền. Cao là được 83. Gì vậy? Tán ngang 83 luôn. Rồi. Rồi cái này em vô lưu mình giá 5,2 triệu thôi chú anh chị ạ. Giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại. Dạ rồi, trời ơi cây đẹp quá cả nhà ơi, bụi chản luôn ha. Cô chú mình tham khảo nhanh nha cô chú. Mã số cuối clip ngày hôm nay luôn cả nhà. Dạ, cuối clip là mã số 13B của chú anh chị ơi. Cây này là không có em đâu rồi. Nó đủ tàn cây nữa chắc nó cử cỡ nào nữa để. Quá trời bực. Trời cây đẹp của chú mình ơi. Cây này là làm như con rồng á chị ơi. Rồng của mình luôn cả rồng nhà. Của mình nè. Coi đế dưới đẹp nè. Trời ơi, cây này đẹp dưới cốc luôn. Lâu lâu mới có đụng cái phôi xuất sắc nha cả nhà. Và đặc biệt là cái giống này siêu bông Sài Gòn của chú Sáu nha. Cây này nó không thể ghép cho tương nhiên của chú anh chị. Cây này ghép được 1 năm rồi nha chú anh chị. Cây này là Tết này là bao bông cho Tết cho mình ha. Cây này đẹp quá không biết giới thiệu sao luôn. Nó lạ có một cái chị ngon nè. Một cốt nó cuộn tròn ha. Cho nên nó chỉ ra nhiều tua rồi chị ha. Đẹp ha. Nó chỉ ra mấy tua luôn ha. Cốt đi lên mà chỉ đều đẹp hết nha.
vành của nó là 30 hơn 31 hơn em tính 30 31 luôn. Dạ. Nói chung là nó hơn 31 tính dẫn tính 31 luôn. Củ đế của nó là được 87. Cao, nhà cao đó sao ta? Cao lắm chị Trang. Cái này là 90 nè, mét đi. Cái 90 nè. Ừ. Mét á, cái này mét á. Tới ngang cây này là được 1m20. Dạ. Quá dữ cây này luôn cô chú anh chị ơi. Chị cành đóng điều luôn. Rồi cây này em vô lưu với mình với giá là 6.800.000 ha. Em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại cô chú anh chị. Cây này em không đi kiên gỗ được nha. Rồi. Đây nha cả nhà ơi, cái cây trời ơi. Xuất sắc luôn cô chú ơi. Bây giờ đáng đồng tiền bắt gạo luôn cô chú nhìn nè. Cây rất là lực ha. Cốt cành đầy đủ hết nha. Siêu bông Sài Gòn luôn nhà mình đây. Cây này nữa làm cái dáng gì cho nè. Đây đổ xuống chị. Thông xuống nè. Đẹp quá giờ em thấy nó đẹp rồi nè. Nó có cái chiều rồi nè ha. Cây nữa tự lên. Ừ. Thông bảnh. Đẹp quá trời luôn. Rồi mình chào khán giả luôn chị nha. Vậy là cây mã số 13B này cũng là cây cuối clip của em ha. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý ủng hộ cho vườn ha. Rồi xin hẹn lại cô chú anh chị tiếp theo. Dạ rồi em chào tạm biệt cả nhà và em hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo luôn ạ.